hạn hán, ngập mặn, nhiễm phèn, sâu bệnh, mùa màng thất bát, đó là hậu quả nặng nề mà biến đổi khí hậu đã gây ra. Vậy đâu là giải pháp? Các nhà khoa học, ngành nông nghiệp, các doanh nghiệp nói gì, làm gì để cùng nông dân Việt Nam có hướng canh tác phù hợp và bền vững? Tất cả có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng lúc 17:15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam.